sao? Leo mãi đèo xưa thấy chang phèo, có cây hang động đã mốc meo, nhìn sang đèo mới xanh tươi tốt. Trời trời, tuy mệt mà sao cứ muốn trèo. Trời ơi, thấy không, lý do này là xuất sắc luôn. Trời ơi đó, mấy chị nghe cay đắng chưa? Em mới khui có chút xíu thôi mà nói đau xót chưa? Em hỏi là tại sao chán? Nói liền là tại gì? Leo mãi đèo xưa thấy chán phèo. Nghe tôi đối lại thử, không dám leo đèo đâu ha. Nghe nè. À, coi sao? Đừng thấy đèo xưa dội chán phèo, dù rằng đèo cũ đã móc meo. Cỏ tuy không mướt bằng đèo mới, nhưng có còn hơn không có đèo đèo. Vợ